Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Có thể các bạn không biết, một trong các món đồ mà bọn mình thường làm video là các thiết bị đồng hồ, smart band, vòng tay kiểm tra đo lường sức khỏe. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao những thiết bị nhỏ gọn như thế lại có thể đo được nhịp tim? Và tự chung đặt ra câu hỏi đấy là, đấy là máy đo nhịp tim à? Tưởng đo nhịp tim là cái máy tipo xong bóp bóp cơ mà. Vậy thì hôm nay hãy cùng An Tiến Studio khám phá xem cách mà các cảm biến nhịp tim hoạt động nhé. Như các bạn đã biết thì đo nhịp tim là một dụng cụ được phát minh khá sớm để hỗ trợ cho các biện pháp đo lường sức khỏe, có thể đưa ra thông tin chính xác nhất về một số các bệnh tim mạch. Và việc sử dụng các thông tin mà khi đo nhịp tim, chúng ta có thể nhận biết được một số triệu chứng của bệnh, và đặc biệt là bệnh cao huyết áp, một số loại bệnh thường gặp ở người già hoặc người thừa cân, máu nhiễm mỡ. Từ đó lượng máu đưa đến các cơ quan sẽ ít hơn và chậm hơn do nhiều lý do cũng như là các loại bệnh lý khác nhau. Vì vậy, những người bị các bệnh tiểu sử liên quan đến huyết áp như là xơ vữa động mạch, mỡ máu, tiểu đường hay là phình tĩnh mạch thì luôn luôn phải có bên mình chính là thuốc hạ huyết áp cũng như là các sản phẩm hỗ trợ đo nhịp tim để có thể biết được lúc nào nhịp tim tăng cao để uống thuốc ngay lập tức. Tuy nhiên, mình đã nói từ ban đầu rồi, những chiếc máy đo huyết áp thường phải có một lỗi, đó là quá cồng kềnh cũng như là mất nhiều thời gian để có thể tiến hành đo. Vậy nên, giải pháp được đưa ra là những chiếc máy đo nhịp tim điện tử hoặc là đeo tay. Với các thiết bị điện tử thì cách thức hoạt động không khác gì so với dụng cụ đo nhịp tim truyền thống, vẫn là sử dụng túi khí chặn mạch máu để đo lường lượng máu lưu thông. Còn các loại đồng hồ đeo tay và máy đo nhịp tim hiện nay thì làm thế nào để có thể đo được khi không có các công cụ như vậy? Kỹ thuật được dùng để đo nhịp tim mà các hãng đồng hồ thông minh sử dụng, kể cả Apple Watch, được gọi là thông qua thể tích đồ PPG, dùng ánh sáng để đo lường thể tích một cơ quan trong cơ thể. Bằng cách chiếu các xung sáng lên da và đo lường sự thay đổi của lượng ánh sáng bị hấp thụ, các cảm biến sẽ xác định được lượng máu tưới đến các mô và lớp hạ biểu bì dưới da. Toàn bộ kỹ thuật này được thực hiện bởi Flux Oximeter, máy đo độ bão hòa oxy trong máu dựa trên cơ sở phép đo quang phổ kế và xung động kế. Mỗi chu kỳ, tim sẽ bơm máu đến các mạch ngoại biên cơ thể. Mặc dù áp lực mỗi lần bơm máu đã giảm dần khi chảy tới da, nhưng độ lớn của nó cũng đủ để làm phồng các động mạch và tiểu động mạch trong mô dưới da. Nếu thiết bị đo được gắn vào bên ngoài da, một áp lực dù rất nhỏ trong hệ mạch cũng có thể được phát hiện. Sự thay đổi về thể tích gây ra bởi áp lực này có thể được phát hiện bằng cách dùng ánh sáng đèn LED chiếu lên da và đo lượng ánh sáng phản xạ trở lại chóp cảm quang. Lượng máu tưới mô trong mỗi chu kỳ tim có liên quan đến nhiều hệ thống sinh học khác nhau. Do đó, PPG có thể được dùng để đo và theo dõi nhịp tim, nhịp thở và các hệ thống tuần hoàn khác. Có thể dễ hiểu hơn bằng cách nghĩ rằng chiếc đồng hồ của bạn sẽ chiếu một luồng sáng vào da bạn và đo lường khi nó phản lại. Lượng ánh sáng phản lại mà cảm biến thu nhận được sẽ mang thông tin về chỉ số nhịp tim của bạn. Vậy bạn có thắc mắc tại sao đây không phải là một kỹ thuật phức tạp mà lại không được áp dụng rộng rãi? Tất nhiên, có ưu thì cũng phải có nhược điểm. Vì là một thiết bị rất tiện dụng, tuy nhiên nó vẫn chỉ là ở ngoài da và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như là màu da của người đó được xác định bởi các đơn vị melanin trong máu bất thường như là ngộ độc CO. Nhiễu do cử động, nhiễu do ánh sáng trong phòng, tình trạng giảm tưới máu mô do là dùng thuốc hoặc là hạ thân nhiệt, do độ dai tiêu chuẩn của máy. PPG cũng giải thích là họ sử dụng hai ánh sáng xanh lục và hồng ngoại để chiếu vào mạch máu. Họ cho biết rằng máu màu đỏ vì nó phản xạ với ánh sáng đỏ và hấp thụ ánh sáng xanh lục. PPG sử dụng đèn LED xanh lục đi kèm với chóp cảm quang độ nhạy cao để phát hiện ra lượng máu chảy qua mạch ở cổ tay tại một thời điểm cụ thể. Khi tim bạn đập, lượng máu chảy qua cổ tay tăng lên, ánh sáng xanh bị hấp thụ nhiều hơn. Và thêm một điều, khi sử dụng ở những môi trường khác nhau thì thường sai số sẽ cao hơn, còn tùy vào tình trạng da bạn lúc đó thế nào nữa. Ngoài ra còn một yếu tố ảnh hưởng gần như là triệt để đến khả năng đo nhịp tim của các loại đồng hồ, kể cả Apple Watch. Và đương nhiên là hãng cũng sẽ phát hiện ra lý do tại sao da xăm lại khó đo hơn. Theo đó, Apple sử dụng hai ánh sáng là hồng ngoại và xanh lục. Tuy nhiên, điểm mấu chốt xuất hiện ở đây, cả melanin và mực xăm đều hấp thụ tốt ánh sáng với mức sóng lên đến 500 nanomet, tức là bao gồm cả màu xanh lục. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ của melanin suy giảm rất nhanh chóng, nên vào cuối quang phổ hồng ngoại, nó gần như không hấp thụ việc ánh sáng nữa.
cộng với việc Apple Watch có thể tự điều chỉnh độ nhạy và cường độ sáng trên đèn LED, nên có lẽ những người màu da đen vẫn có thể sử dụng được Apple Watch. Ngược lại, mực xăm vẫn có khả năng hấp thụ ánh sáng khá tốt, do đó ngay cả tia hồng ngoại vẫn không thể hoạt động được. Đến đây có lẽ chúng ta đã hiểu được phần nào nguyên lý hoạt động của cảm biến đo nhịp tim trên các thiết bị đồng hồ thông minh và vì sao nó lại hoạt động không được khi cổ tay có hình xăm. Nếu theo như các lập luận từ chuyên gia, có thể các hãng sẽ phải xem xét tới việc thay đổi kỹ thuật đo lường của các thiết bị smartwatch của hãng. Và đến đây, các bạn có thắc mắc gì về công nghệ đo lường của cảm biến nhịp tim hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới video này nhé! Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên bấm like cũng như là subscribe để theo dõi video tiếp theo của An Tiến Studio. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!